Rồi giờ tiếp tục ha, nếu cũng tương tự như hồi nãy, nếu các bạn đã tạo project giờ thì chúng ta tạo new một cái project mới đơn giản này thôi. Nhưng mà đối tượng của chúng ta không phải compact logic mà control logic. Thì chúng ta sẽ chọn vào là N71, N72 tùy theo cái cấu hình mà các bạn đang xài. Các bạn nên đọc menu ha. Giờ đây mình tạo cái này gọi là control logic. Rồi. Với control logic thì nó có thể lên tới 12 128.000 IO tùy theo ứng dụng. Tìm hiểu thì nó được ứng dụng chủ yếu về những cái hệ thống phân tán DCS, những hệ thống lớn, vì redundancy đó. Vân vân. Và trên bản thân của nó được gắn trên các cái gọi là chassis. Không, đơn giản các bạn lên mạng các bạn đánh chassis là gì cũng ok. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái từ này có thể là đánh chassis Rockwell đi. Đó đó. Coi trong đơn giản đây, nó giống như là cái phần jack này, khi các bạn cắm các cái đầu cái nào cho nó to to cho các bạn coi đây. Đây đó, nó có rất nhiều cái hình dạng ở đây. Với cái hình dạng ở đây, ví dụ như là các bạn có thể cắm bất kỳ cái module nó ở vị trí nào hoặc trên một cái chassis như thế này, hay nói chung nó giống như con 400 á, bạn nào là con 400 thì cái chassis tương tự như vậy, tức là trên cái chassis đấy các bạn cắm con PLC chỗ nào cũng được, cắm module chỗ nào cũng được, thì nó có nhiều cái khe, gọi là cái khe đấy, thì trên bản thân của một cái chassis các bạn có thể cắm nhiều con PLC để làm gì, đôi khi các bạn chạy redundancy gì đó ứng dụng thì phải có nhiều, có hơn hơn một con PLC trên cái hệ thống đó. Thông thường là xài hai, nên tại sao xài hơn, tại vì có thể là có ba gì đó nhưng mà ứng dụng đấy thì mình chưa gặp và mình cũng chưa 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 được nghe ai nói là có ba cái, nhưng mà mình nghĩ không có gì không, tại vì lý thuyết đưa ra thực tế, lý thuyết đưa ra có thì sẽ có người làm, nhưng mà ở Việt Nam á, thì chưa có để sự vậy. Tuy nhiên là cái đây thì các bạn thấy như là trên cái chassis này á, thì ở đây nó có hai cái con PLC, đây hai con PLC ở trên đây. Rồi, đó, để các bạn hiểu thế nào chassis. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi ở đây thì mình chọn cái con control logic là 1756 N775 đi. Chọn con lớn nhất cho nó thích. Rồi, cái vị trí này các bạn vạch sân thì chỉ có một vạch sân. Rồi mình mới chọn của nó như là ở đây có bao nhiêu slot, 14 slot, 7 slot, 10 slot. Ví dụ như trong cái hình này các bạn thấy ở đây là 2 4 5 6 7 8 9 10 đó, 10 slot. Ok. Rồi, con PLC giả sử ở đây mình cắm ở slot 2 đi. Sự đây. Rồi mình chạy redundancy không? Không, thôi, làm basic thôi. Redundancy cao cấp. Bỏ qua. Chuyện khó, cái gì khó quá thì bỏ qua. Cái đấy là cái mà mình biết thôi. Cái gì khó quá mình bỏ qua, mình làm cái cùng chuyện dễ thôi. Rồi, tất nhiên waiting thôi. Rồi nó respawn rồi từ từ không sao cả, tại vì vừa export ra cho các bạn để các bạn là cái file nó là đuôi MP3 chứ đuôi AV, nhiều khi một số bạn mà không có được thì cũng tương tự như vậy, cũng tương tự như vậy thì khi đó các bạn cũng lập trình cũng tương tự đó, thì nó chẳng có gì khác nhau. Còn trong đây là parameter là local tag thì các bạn có thể khởi tạo, còn nếu mà ở control tag là tạo xài chung cho nguyên con PC.
Còn với cái này nó nằm trong cái một cái main tag hoặc một cái surrounding tag. Main tag hoặc surrounding. Thì trong tag này, đúng rồi, trong tag. Trong tag này thì trong main main tag các bạn có thể add tạo ra được nhiều cái main tag. Thì main tag theo thứ tự từ trên xuống dưới thôi. Ví dụ như là main tag 1 chạy rồi thì muốn tiếp tục cái tiếp theo là main tag 2. Giống như là các bạn nào mà trước đây làm con 400 và còn lớn hoặc giờ đang làm con ngàn hai nó có cái chế độ là gì ta, nó gọi là multi ob main, thì nó có nhiều cái ob main cùng hoạt động nhưng mà tất nhiên cũng theo thứ tự. Còn theo mình tìm theo bạn mình nói thì PC của ABB á là có thể hỗ trợ được mười mấy cái hoặc 32 cái gì đó không nhớ nữa, không nhớ chính xác, là cái ob main cùng hoạt động, tức là hoạt động song song. Còn về thực ra về cái PC ở đây thì nó vẫn hoạt động là từ trên xuống dưới, tức là main tag 1 xong rồi thì main tag 2 cứ đó. Thôi tạo project như vậy thôi. Rồi còn các cái phần tiếp tục hôm sau mình sẽ giới thiệu tiếp nữa. Nhưng mà mình dọc tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn tới đó. Và mình những bạn nào làm xong rồi được gì có thể như là cần thêm ứng dụng nào đó thì mình có thể gửi mail cho mình để mình nghiên cứu thử xem. Tại vì mình ở đây đầu tiên mình phải nghiên cứu chay, rồi sau đó là mình mới đi mượn thiết bị mình test, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cái này thì ngắn hơn.